Mọi người ở nhà múc thêm xôi nhiều nhiều vô nha. Bên Cao Đức Lân người ta hối 50 phần. Em xíu qua bển rồi em về em giao tiếp 150 nữa nha. Trời ơi, em đi suốt gì luôn hả? Em đi suốt. Dạ tất cả vì miền Trung yêu thương anh. Trời ơi. Nói nè, nói vậy? Cho 750 nha. Ok, 750. Hồi đó giờ là em có đi shipper lần nào chưa? Dạ chưa anh, đây là khởi nghiệp của em luôn á. Cái chân đạt đường nha. Mọi người ở nhà múc xôi nha. Đi tiền tiền thôi nha, đừng đi nhanh quá nha anh. Rồi. Mấy nhớ tranh thủ giao 50 phần trước cho bên đồng phim. Xuất phát là tại vì nói thật ra nói thẳng luôn nè, thấy anh em nghệ sĩ cứ đi xin tiền hoài nó ngại quá, mà bây giờ xin mà đã ấy thì cụ thể coi như nói chung là anh em nghệ sĩ có người xin còn có người thì phải có cái công việc cổ động, thì bây giờ nếu xin mình cứ đưa ra đó thì cũng là một công việc cũng xong, nhưng mà anh em của mình thì bây giờ nó có xin được có 60 triệu, cho được 60 triệu, nếu mình đưa cái 60 triệu ra thì nó cũng nhỏ giọt. Thì bây giờ tại sao cái 60 triệu đó mình không làm một cái sự cổ động thì nó hay hơn. Thì có người, có nghĩa là ý của Trung là có người sẽ đưa tiền, còn có người thì đi làm công việc cổ động cho mọi người, luôn luôn cứ hướng dẫn Trung bằng cái hình thức là mở ra cái gánh xôi này. Xe xôi thì gọi quen gọi là gánh xôi, cho nên mới đặt là xôi lan tỏa và nước đậu nành lan tỏa. Thì khi mới vừa mở ra ngày sáng ngày hôm nay thì hôm qua có một anh đồng nghiệp, anh mới nói là chị anh cũng muốn ủng hộ, có nghĩa là anh ủng hộ là một ngày 50 chai trà sữa bán thì số tiền đó sẽ đưa vào quỹ, và cái vốn là bắt đầu là 60 triệu đầu tư vào cái này với xe với vật dụng đồ là lên gần cũng 17 18 triệu rồi, sau bán sau 10 ngày thì cái tiền lời và tiền vốn sẽ đưa vào công quỹ. Nhưng mà cái vấn đề chính là ở chỗ là Trung muốn lợi dụng 60 triệu đó để làm cho cổ động cho trong cộng đồng, đó là mới là vấn đề chính. Bán sữa mặn ban đầu thú thật là dự tính là bán 10.000 một hộp. Xôi mặn là đơn giản là chỉ là xôi trắng với muối mè, tại vì anh em nghệ sĩ đâu có ai biết làm gì đâu, nhưng mà anh em ngồi họp lại nói là vậy không ổn, vì anh móc tiền người vậy là không ổn, anh làm như vậy là khách họ sẽ la chết đó, làm thôi phải làm cho rõ ràng. Thì Chung với anh em mới ngồi lại quyết định là xôi mặn thì nó có lạp xưởng, trà bông, muối mè, dầu hành, pate, chả lụa đó, nói chung là mấy ai ăn xôi thì biết nó là vậy. Nhưng mà cái cực khổ cái là không có người làm, nhưng mà khi bung ra thì các bạn thấy rồi đó, các bạn rất là sung và khai thiệt luôn, một hộp xôi lời được 6.000, 6-7.000, nhưng mà hiện giờ tính không kỹ là đang lời còn có 3-4.000 gì à, tại vì anh em bốc chả với bốc gia vị nhiều quá, rồi chai nước thì lời được 7.000 đó, chắc sẽ ủng hộ vào cái quỹ miền Trung của ví dụ như của Mặt trận Tổ quốc. Thật ra là đây anh Bùm là cái anh đó, cái anh mà đứng sau anh Mr. Bean á, hai anh có tóc nhiều á, thấy không, là Trung và anh Bùm, và cái người chính là phải nói là đây anh Tuấn Minh Tuấn Hàng Xanh là anh là tài trợ chính, và cũng là cái người mà cùng với Trung với anh Bùm là đưa ra trong cái bộ sậu ba người đưa ra cái ý tưởng. Anh em Trung và Bùm là chủ yếu là lên ý tưởng rồi hỏi mấy anh em nghệ sĩ, mọi người tư vấn ít, hình như là hơi bị cực đó nha. Như sáng nay điển hình là cái ngày đầu tiên bán là Trung phải dậy từ 4 giờ sáng, còn ví dụ xe này là Trung với Bùm phải đi đặt rồi đi hỏi gia vị là được cái là cũng toàn là anh em đồng nghiệp chung cung cấp thôi, cái giá họ để giá vốn, khi nghe người miền Trung họ đã giá vốn hoặc họ thậm chí họ còn ủng hộ thêm ít nữa, ví dụ như pate trà bông là trà bông pate thì không lấy tiền luôn. Nó bao nhiêu rồi? Mấy chục.
Cái loa cho Trung ơi. Khói lên đẹp quá trời. Cái lấy cáo đẹp quá. Có kia nè. Lá. Lấy hộp của tôi. Lấy hộp của tôi. Để phòng anh, để riêng của anh. Riêng của anh 30 phòng ra bên. Một hộp. Dưới một chai nước cho bà, gửi tặng cho bà. Một chai nước. Để bà ơi, biết cũng gửi bà. Cái gì? Dạ chị mua 8 hộp chứ 5 chai sữa là nhiêu? Dạ, 195.000 nhưng mà chị ủng hộ 300.000 luôn. Ok luôn, cảm ơn chị nhiều nha chị. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Rồi, 8 hộp tươi với 5 chai sữa. Thấy con sữa thôi con. Đấy, trời rất ngon nha. Giờ bán online của sữa nó. Bây giờ còn có 10 mấy 200 chai chai à. Anh Trung. Cái cây này không phải cây quýt. Cây đẻ mà 8 giờ đâu. Cây này không phải cây quýt tao tên luôn. Người nào trong showbiz, thậm chí là nếu như những khán giả là fan hâm mộ của các nghệ sĩ có thể đến đây để mà cùng bán soi với chúng tôi đó, thì tất cả những cái số tiền mà chúng tôi thu lại được thì chúng tôi sẽ ủng hộ cho đồng bào miền Trung. Thì đây là một cái dự án mà phải nói là rất là có ý nghĩa, và từ sáng sớm đúng 5 giờ sáng là tất cả anh em đã có mặt ở đây để mà chuẩn bị chiếc xe soi cho ngày đầu tiên, để mà mong rằng là sẽ nhận được cái sự yêu thương, cái sự ủng hộ của tất cả mọi người. Sáng sớm hay gì mình đang trong tắm, hay gì mình ăn hủ tiếu, hay gì mình đi ăn mì, thì chúng ta có thể ăn xôi. Xôi là một cái món ăn mà rất là dễ ăn, và đây là món ăn quen thuộc của người Việt Nam, ăn rất có nghĩa là mình mua nhanh và mình ăn cũng tiện lợi nữa. Vậy thì tại sao chúng ta không lựa chọn xôi Lan Tỏa để cùng thực hiện, để cùng chúng tôi thực hiện dự án cộng đồng này nha. Hôm nay trên cái một cái sữa nữa quý vị ơi. Ok. Ok Trung ơi. Dạ. Dạ con, dạ cô chấm cho tại chỗ đầu này. Anh để đây nè. Anh để dưới đây nè. Nhiều lắm á, 15 ngàn. Ai đi dạy cái đơn một cái sữa. Rồi.
Bây giờ là anh mấy hộp? Mới cho một hộp. Rồi một hộp luôn. Một hộp, một hộp, một hộp. Cho cái bịch đi, một hộp. Sao đi mấy chú mẹ ơi. Sôi sôi sôi. Cho một phần sôi không sạch. Nè cho hai hộp sôi cho khách đi kìa. Cái thuận thuận vậy á. Sắm trái đồ này có luôn. Mấy cái này là khỏi đúng không chị ơi? Chị ơi. Mấy cái đồ này. Một khoan, bé ơi, bé ơi, bé lên đây đi. Trà sữa thôi nha, đừng nhận nước nữa. Thôi, em nghĩ thôi. Trả lạp sữa. Dạ ơi. Rồi, trả lạp sữa năng kia. Trả lạp sữa năng căng kia. Trả đang giao qua. Ba tư, năng cái gì à? Cho bỏ đi em. 30, 30, Nguyễn Trần Tuyển, quận 8, Phú Nhuận. Rồi, nó mua nước lọc nghỉ ơi.